cả mèo CatNap. Hôm nay chúng ta đã chính thức chiếm được hoàn toàn công ty Poppy Playtime này. Chúc mừng chúa ta, chúc mừng đế chế búp bê mèo kinh dị của chúng ta chính thức chào đời. Tốt lắm, tốt lắm. Khoảng thời gian tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào công việc chế tạo ra nhiều búp bê mèo CatNap kinh dị mới. Thưa chúa tể, tôi nghĩ chúng ta cần phải bổ sung thêm mèo CatNap khổng lồ để gia tăng lực lượng của chúng ta. Hả? Sao có mùi gì hôi dữ vậy? Xin lỗi mọi người. Trời đất ơi, bụng của tôi đau quá. Hồi sáng ăn tầm bậy tầm bạ, bây giờ tôi bị Tào Tháo rượt nữa rồi. Xin lỗi đã xì hơi ra. Chết tiệt, CatNap thối rữa, người lúc nào cũng vậy. Được rồi, mau đi giải quyết chuyện riêng của mình đi. Tôi biết rồi, thưa chúa ta. Được rồi, tất cả mèo CatNap khác, mau tập trung, nghe ta phân công nhiệm vụ mới đây. Nhầm, no quá. Nãy giờ sao những chúa tể ký sinh trùng còn chưa tới nhỉ? Hả? Tiếng động gì vậy? Thiệt là thoải mái quá đi. Gì thế này? Là một con quái vật mèo to lớn. Hay lắm. Ta sẽ bắt nó làm chủ thể mới của ta. Cuối cùng cũng tống hết những thứ dơ bẩn ra khỏi bụng của mình. Được rồi, nhanh chóng quay về gặp chúa tể thôi. Hả? Gì thế này? Ta sẽ chui vào trong người của ngươi, không chế ngươi, điều khiển ngươi. Cơ thể của ngươi sẽ thuộc về ta. Cái gì chứ? Thì ra là một thứ ký sinh trùng. Chết tiệt, không dễ như vậy đâu. Mẹ kìa, không xong rồi. Một tí nữa thì mất mạng rồi. Chết tiệt, lũ khốn này đến từ đâu vậy? Bọn ta đến từ ngoài hành tinh. Chết tiệt, ngươi dám giết đồng loại của bọn ta, ta sẽ bắt ngươi làm chủ thể của ta. Còn nữa à? Đằng này để các cậu. Chết tiệt, con quái vật mèo này giết chết một thuộc hạ của chúng ta rồi. Nhưng không sao, một đồng loại của chúng ta đã chiếm lấy được nó. Đúng vậy. Thì ra đây là cơ thể của một con búp bê mèo quái lạ, nhưng nó thật vừa vặn với tôi. Thật không ngờ cái nơi hẻo lánh này lại xuất hiện những sinh vật kỳ lạ đến như vậy. Nào các cậu, đừng có ở đây luyên thuyên nữa. Chúng ta là những ký sinh trùng vô cho xích chúa tể. Chúng ta phải tìm bằng được những cơ thể xứng với chúng ta. Mau tiếp tục lên đường, coi ở khu vực này còn có con quái vật nào mạnh mẽ hay không. Chúng ta sẽ bắt bọn chúng làm chủ thể của chúng ta. Chết tiệt, sao hôm nay cái lò đốt bị trục chặt gì thế này? Mẹ kiếp. Nhanh lên nào. Hả? Có thêm một con mồi nữa kìa. Hả? Cái gì thế này? Sao lại xuất hiện một CatNap lạ mặt đến đây? Hả? Là ngươi à? CatNap thối rữa. Sao ngươi Trong đỏ lét cơm điếc thế kia? À đúng rồi, chúa tể thấy ngươi đi vệ sinh lâu quá, ngày ấy gọi ngươi tới có chuyện gấp kìa. Vậy à? Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ ta không còn là một con mèo CatNap thối rữa đồng đội của ngươi nữa, mà ta đã trở thành một con mèo CatNap vô cho xích, kẻ thù của ngươi rồi. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi giả vờ bị mất trí à? Nên nhớ, ngươi mượn tiền CatNap Zoonomaly ta đây còn chưa trả nữa nha. Chết tiệt, tôi lẹo mép như đàn bà này, ngươi khiến ta nhức đầu rồi đó. Ta nói rồi, ta không phải là đồng loại của ngươi, mà ta là CatNap vô cho xích đã bị ký sinh trùng chiếm lấy cơ thể. Bây giờ ta tới đây để hạ gục ngươi, cho đồng loại ta chiếm lấy thân xác của ngươi tiếp theo. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện đây là sao? Ta vẫn không hiểu. Rốt cuộc ngươi là ai? Không phải là đồng đội ta không? Thứ mèo CatNap Zoonomaly này thật ngu dốt, không xứng đáng làm chủ thể của chúng tôi. Đi tìm chủ thể khác thôi. Tốt lắm. Cuối cùng lại có thêm một phiên bản mèo CatNap khổng lồ tai tịnh ra đời nữa rồi. Lực lượng của chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Không có tên người chơi nào có thể vào được công ty Poppy mà còn sống thoát trở ra ngoài cả. Chúc mừng chúa ta. Khoan đã, sao nãy giờ ta không thấy búp bê CatNap Zoonomaly? Đem lò sưởi tới đặt trong nhà máy chưa? Bộ hắn quên rằng ta đã giao nhiệm vụ cho hắn rồi hay sao? Còn tên CatNap thối rữa nữa, hắn bị đau bụng, sao giờ này con chưa về? Thưa chú tể CatNap ăn mặn bóng đêm, chắc có lẽ bọn chúng la cà ham chơi. Được rồi, để tôi đi nhắc nhở bọn chúng. Cấp bao. Thưa chú tể, có chuyện không hay xảy ra rồi. Gì vậy? Thế nào mà la lối sầm thế kia? Hả? Búp bê mèo chính xác, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Tôi đi tuần tra trong khuôn viên của công ty chúng ta thì phát hiện búp bê CatNap Zoonomaly đã bị giết chết. Ngươi nói cái gì chứ? Rõ ràng ta cùng với các ngươi đã giết sạch tay chân của búp bê Poppy và lũ người chơi đó rồi mà. Ai có thể giết được hắn? Tôi cũng không biết nữa. Khi tôi tới, hắn đã tắt thở mất tiêu rồi. Bây giờ phải làm sao đây chú tể? Chết tiệt, chuyện này không thể nào để yên được. Mau chia ra tất cả các hướng, lục tìm trong khuôn viên và công ty Poppy của chúng ta. Tìm bằng được kẻ đã gây ra chuyện này. Đúng lên, thưa chú tể CatNap ăn mộng bóng đêm. Được rồi các anh em, mau truy tìm tên hung thủ khốn kiếp, bánh trai sẽ thịt hắn nào. Hả? Đằng kia có rất nhiều quái vật mèo. Mau tới chỗ đó, bắt bọn chúng ký sinh đi các cậu. Chết tiệt, đúng là cái lũ này rồi, bọn chúng còn phát mặt tới đây nữa. Không, búp bê mèo chính xác, búp bê mèo hình người. Chết tiệt, ai thuộc hạ của ta? Nhìn bọn chúng kìa các anh em, bọn chúng thật là hung tợn, to lớn, móng vuốt và răng sắc nhọn, rất thích hợp để chúng ta ký sinh vào người của bọn chúng. Cái gì? Chúng mày nói muốn chiếm đoạt cơ thể của bọn tao nữa à? Sao tên kia giống như khách đánh thối rửa quá vậy? Chết tiệt, không lẽ hắn cũng đã bị? Người đoán không sai, bọn ta là ký sinh trùng chúa tể ngoài hành tinh. Bọn ta bị rơi xuống cái hành tinh này và tồn tại cũng đã khá lâu rồi. Bọn ta phải đi khắp nơi để tìm kiếm những cơ thể phù hợp với bọn ta. Hôm nay các ngươi sẽ hân hạnh được bọn ta chiếm lấy thân xác. Chết tiệt, thì ra chúng mày là lũ ký sinh trùng ngoài hành tinh. Mẹ kiếp, chắc chắn cả CatNap Zoonomaly cũng do chúng mày giết ai. Vậy thì bọn tao không còn gì để chần chừ nữa. Nào, các thuộc hạ của ta, CatNap Zombie, CatNap Tái Thành Khổng Lồ, tiến lên nghiền nát bọn chúng. Hay lắm, bọn chúng bắt đầu áp sát lá cà chúng ta rồi. Mau tìm vết thương hở của bọn chúng, chui vào trong cơ thể của bọn chúng, điều khiển đi. Lũ khốn kiếp, chúng mày to gan dám tới đây làm loạn, giết chết vài thuộc hạ của bọn tao, rồi còn điều khiển cả CatNap thối rữa nữa. Lần này chúng mày đụng tới ổ kiến lửa rồi. Chúng tao không phải là những cái thứ dễ dàng bị điều khiển đâu. Cho nó chết luôn đi. Chết tiệt, lũ quái vật mèo ở đây, bọn chúng thật là khốn kiếp. Nhưng càng kích thích chúng ta, như vậy mới xứng đáng trở thành chủ thể mới của chúng ta chứ. Cố lên nào các anh em ký sinh trùng chúa tể, chúng ta không được bỏ cuộc. Chết đi, ta đã giết được một con ký sinh trùng rồi, tới phiên những con ký sinh trùng đằng kia. Khốn kiếp. Mày kiếm CatNap thối rữa, ngươi hãy tỉnh lại đi, đừng để bọn chúng điều khiển bản thân của ngươi nữa. Chết tiệt. Chú tể CatNap ăn mặn bóng đêm. Chết tiệt, CatNap thối rữa, ngươi điên rồi, ta sẽ giết ngươi. Chết tiệt, vậy thì ta cũng sẽ liều mạng với ngươi. Các ký sinh trùng chúa tể, các đồng đội của ta, các cậu có sao không?